phần tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào cái quá trình soi mòn men răng thì có lẽ quá trình soi mòn men răng các bạn sẽ rất là quen thuộc khi mà các bạn hàn răng hoặc là khi các bạn dán vân niêm thì cái axit mà các bạn sử dụng ở đây đó là axit phosphoric 37 phần trăm cái thời gian mà thường được khuyến cáo đó là 30 giây đó là 30 giây Hương khuyến cáo là gì? Là axit phosphoric 37 phần trăm axit là gì? Phosphoric trong gì 30 giây thì đem lại cái lực dán tốt nhất đối với men và cái độ sâu mà nó soi mòn vào trong men răng thì người ta nghiên cứu là gì cái độ sâu của nó độ sâu nó rơi vào khoảng từ 5 cho đến 50 micromet và trung bình của nó gì trung bình là nó khoảng tầm 10 micromet. Tại sao mà cái độ sâu này nó lại thay đổi nhiều đến như vậy? Thì thường ở đây nó là do cái kỹ thuật của chúng ta làm có chính xác hay không? Về thời gian, về gì? Và cái cách đặt. Thì nếu người ta tính toán là gì? Nếu mà chúng ta làm tốt một kỹ thuật chính xác thì độ sâu thường đạt được sẽ là rơi vào khoảng tầm 30 cho đến 40 micromet. Thế thì khi mà gì các bạn nói rằng à thế thì tôi tăng cái nồng độ axit phosphoric này nên cao lên một chút thì có được hay không? Hoặc ta sử dụng nồng độ thấp thì có được hay không? Thế là cũng được nhưng mà nó đều có những cái ảnh hưởng đến quá trình etching của chúng ta. Ví dụ mà khi mà các bạn gì tăng nồng độ lên trên 50%, khi trên 50%. Thế thì khi đó nó sẽ tạo ra những cái thành phần kết tủa được gọi là monocalcium. Tạo ra những cái kết tủa Mono, canxium, phosphat, phát moni monohidrat. Thì chính những thành phần kết tụ này nó lại làm gì ảnh hưởng đến cái sự gian dính. Hoặc khi mà gì các bạn sử dụng cái nồng độ nhỏ hơn 30 phần thì sao? thì những cái đi canxi thì lại gây ra kết tủ của đi canxi những đi canxi phốt phát những đi canxi phốt phát monohydrat lại bị gì kết tủa và cái chữ cái tủa của những đi canxi phốt phát monohydrat cũng sẽ gì cản trở cái sự dán dính Vậy thì ta cùng gì? Vậy thì tác dụng của quá trình soi mòn có hẳn chỉ là gì? À chỉ là làm gì? Làm sâu, làm nhám vào cái bề mặt men răng hay không? Vậy thì tác dụng của soi mòn men gồm những cái tác dụng nào? Thì đầu tiên đó là gì? Là nó có cái tác dụng làm sạch những cái cặn bẩn trên bề mặt răng nó giúp gì làm sạch những cái cặn bẩn làm sạch những cái cặn bẩn trên bề mặt răng của chúng ta ví dụ như sau khi bạn làm sạch răng mà trên bề mặt răng nó vẫn dính nhỉ những cái chất bẩn những cái gì những cái lớp những cái cái mùn mèn mùn răng này những cái lớp gì vi khuẩn hoặc là gì À có thể bạn đánh bóng bằng các loại cát thì nó có thể đọng các loại cát trên đó thì nó cũng có tác dụng là gì? Làm sạch toàn bộ những cái chất bẩn trên đó. Thứ hai là gì? Bởi vì nó có tác dụng làm nhám. Thì nó sẽ làm cho một cái bề mặt phẳng trở nên gồ ghề. Và nó sẽ làm gì? Tăng được cái diện tích. Nó sẽ giúp làm tăng được cái diện tích dán. Nó giúp làm tăng được cái diện tích dán, do đó nó sẽ làm gì? à, làm tăng được cái khả năng dán thông qua tăng khả năng thấm ướt thứ ba là gì à, để gì khi mà người ta nói đến quá trình etching men ngà thì người thường nói đến một cái cơ chế gọi là cơ chế vi lưu cơ học đó là gì bởi vì sao quá trình etching này tạo ra được những cái gì những cái khóa vi cơ học cái tác dụng thứ ba đó là tạo ra những cái khóa tạo khóa vi cơ học tạo khóa vi cơ học bởi vì sau khi mà soi mòn bằng axit phosphoric thì các cái tinh thể Hydroxyapatite trong men gọi cụ thể đây là gì à là trong gì trong trụ men cũng như là trong các cái chất gian trụ ấy thì thì nó tạo ra được những cái hốc nhỏ bởi vì nó loại bỏ đi những tinh thể rồi nó chỉ còn lại những thành phần hữu cơ thì nó tạo thành những cái hốc ở bên trong ở trong men răng và cái hốc đó chính là gọi là gì những cái khóa vi cơ học những cái khóa vi cơ học này thì sao nó lại nằm giữa những cái vùng gian trụ bởi vì cái vùng gian trụ là cái vùng tỷ lệ canxi hóa thấp mà nên cái vùng gian trụ sẽ ít bị ảnh hưởng bởi quá trình etching thế thì những cái hốc này nó sẽ nằm giữa những cái vùng gian trụ khi mà chúng ta bôi keo lên ấy, thì những cái keo nó sẽ chui vào trong những cái hốc này và để chui được thường nó sẽ nhờ một cái gọi là cái lực hút mau dẫn thế nhưng nếu như mà gì nếu như bề mặt men của chúng ta mà còn nước ấy ví dụ các bạn ép xong mà các bạn thổi khô mà là không kỹ vẫn còn đọng nước thì cái lực mau dẫn này nó không xảy ra và cái resin cái nhựa sau này các bạn sử dụng để bôi lên bề mặt men đã ép ấy thì nó sẽ không thể nào gì à nó không thể nào mà dàn ra được nó không thể thâm nhập sâu vào trong cái lớp men đã ép được và như vậy thì khi mà không xâm nhập sâu được thì cái lực gian dính nó sẽ bị giảm đi. Vậy thì làm sao để đánh giá được là mình etching mình làm khô đã tốt hay chưa? Thế thì các bạn cùng quan sát hình ảnh sau đây. Các bạn có thể quan sát thấy là gì? À đây là cái dấu hiệu mà có thể thấy sau khi mà các bạn thổi khô một cái men răng đã etching thì nó có cái dạng gì? Dạng phấn trắng giống như nước gạo ấy. Men ban đầu nó trong cho các bạn ép trinh thì thấy nhỉ, À nó có dạng trắng đục phấn trắng. Những cái vùng gì phấn trắng này là cái vùng men răng nó đã được ép trinh tốt này. Đấy những cái vùng men răng được ép trinh tốt. Những cái vùng phấn trắng. Thế còn những cái vùng màu không đổi màu hoặc cái màu trắng đục như này. Những cái màu trắng trong như này. Đó những cái vùng này là những cái vùng gì? Nó không được ép trinh hay có thể là những cái vùng ngà. Còn đây là cái hình ảnh mà gì các bạn có thể quan sát thấy những cái hốc nhỏ. Đây là những cái khóa vi lưu. Đây là những khóa vi lưu này. Đó, những cái khóa vi lưu. Những khóa vi lưu đó, những khóa vi lưu do. Có trình S trinh để lại. Còn những cái phần xung quanh những cái khóa này, những cái hốc này, đó chính những cái phần gian trụ. Đó, những cái phần gian trụ. Đó, đó, những cái phần gian trụ. Các bạn có thể quan sát thấy. Ở đây những cái phần gian trụ nó không được etching và nó tạo lên những cái gì? những cái thành phần xung quanh những cái hốc do cái tỷ lệ của canxi của nó thấp nó có thể có chứa nhiều hữu cơ vì vậy mà nó không bị ảnh hưởng bởi axit Ở đây là đây là mô phỏng lại sau khi mà các bạn bôi cái lớp keo dán lên thì các bạn có thể quan sát thấy là gì Là những cái hốc này cũng rất là sâu Rất là sâu Thì cái phần đây là cái thành phần keo dán nó đã chui xuống này Đây là thành phần keo dán này Sau khi nó chui vào những cái Những cái hố Cái hố vi lưu Hốc vi lưu cơ học là những cái phần thành phần của, của nhựa Nó chui vào Để nó tạo ra lực dán tốt Thì khi mà các bạn etching không đủ thời gian thì những cái độ sâu của cái hố vi lưu này nó sẽ quá là gì? Quá là thấp, ngắn thì cái lớp keo xuống nó sẽ ngắn và cái lực dán nó sẽ bị giảm đi. Hoặc là có nước cũng làm cho gì? Cho cái keo dán nó không thể xâm nhập sâu được và làm cho lực dán bị giảm đi. Hoặc thậm chí là gì? À các bạn etching quá lâu. Các bạn etching để quá lâu, các bạn nghĩ là à mình etching thật là lâu thì thì lực dán sẽ tốt. Nhưng khi để quá lâu thì làm cho những cái cái hốc đó nó quá lớn khi quá lớn thì đồng nghĩa việc là gì nó lại làm cho cái độ sâu của hốc bị giảm đi bởi vì đường kính nó lớn thì cái độ sâu nó sẽ bị giảm khi đó thì cái lực dán nó cũng lại bị giảm đi vì vậy mà gì mình không được ép trinh quá lâu và cũng không được ép trinh gì quá ngắn quy trình thứ hai đó là quy trình ép trinh nào quy trình etching ngà thì chúng ta cũng sử dụng ở đây là acid phosphoric 37% vẫn là acid phosphoric. Vẫn là acid phosphoric 37% và sử dụng thời gian ở đây là không quá là không quá 15 giây bởi vì khi mà các bạn etching quá lâu ấy thì nó sẽ có vấn đề xảy ra, thậm chí etching gì có thể tăng nhiều cái nguy cơ biến chứng về sau. Với thời gian không quá 15 giây đã là đủ để các bạn có thể soi mòn những cái tinh thể hydroxyapatit ở trong cái lớp ngà và giúp bộc lộ cái mạng lưới collagen ra rồi. Các bạn quan sát hình ảnh ở đây. Đây là cái mạng lưới collagen sau khi được bộc lộ. Cái phần hốc này ở đây đó chính là gì? Là những cái ống ngà đấy, những cái ống ngà của chúng ta. Đây là những cái ống ngà này Đó những cái ống ngà Còn những cái sợi nhỏ ở đây Thì đó là gì? Đó là những cái sợi collagen đã được bộc lộ ra Những cái sợi collagen Đó những sợi collagen để thành một cái mạng lưới chẳng chịt Những cái mạng lưới collagen chẳng chịt Một cái điều quan trọng đối với ngà răng Khi mà các bạn etching ấy đó là gì? Là etching không được quá lâu Vậy thì tại sao lại không được etching quá lâu? Bởi vì các bạn phải nhớ rằng là gì? Trong ống ngà là chứa gì? Những cái đầu tận cùng thần kinh Khi etching quá lâu như vậy Thì nó tác động, nó sẽ kích thích Những đầu tận cùng thần kinh ở trong ống ngà Và nó gây ra cái tình trạng ê buốt Thậm chí là có những cái mối hàn mà các bạn etching xong mà bệnh nhân sẽ không hết bút và các bạn sẽ phải tháo ra chắc chắn là nhiều bạn đã gặp trên lâm sàng khi ắt sinh ngà răng quá lâu bệnh nhân sẽ ê bút kéo dài để hết được cái tình trạng ê bút kéo dài sau khi mà gì các bạn hàn hay thậm chí là dán vươn đi mà dán vươn đi mà mài quá nhiều men răng mà còn ngà mà ép sinh lại lâu thì bệnh nhân có thể ê bút vài tháng không thể hết được thì để giải quyết vấn đề này thì chỉ có gì mài bỏ hết cái lớp ngà mà mình gì bỏ hết cái lớp chất gắn này và hết cái gì composite rồi các cái lớp ngà mình đã đã ép sinh sau đó mình gì mình sẽ phải chuyển một chất hàn nó ít kích thích hơn ví dụ như là gì là GIC thì mình mới có thể giải quyết được cái tình trạng ép bút này khi ép quá lâu như vậy thì nó thường làm gì nằm soi mòn rất là sâu nó rất là sâu nó soi mòn rất là sâu vào trên lớp ngà và nó chính cái việc soi mòn sâu như vậy lại khiến cho gì các cái cái nhựa mà chúng ta phết lên bề mặt ngà sau etching ấy nó không xâm nhập sâu được như vậy và nó sẽ không xâm nhập sâu và nó tạo ra cái tình trạng gì hở kẽ ở trong cái lớp lai bởi vì những cái vùng mà chúng ta đã hủy khóa chúng ta etching ấy mà cái cái lớp polymer cái lớp nhựa nó không xâm nhập đủ vào đó thì tạo ra những cái hở khi đó lực dán sẽ giảm đi cái lưu ý thứ hai đối với quá trình ép chân ngà đó là không được làm khô quá mức. Một là không được ép quá lâu. Và thứ hai là không được làm khô quá mức. Một là không được gì? Không được ép quá lâu. Và hai là không được làm khô quá mức. Đây là hai điều bắt buộc phải nhớ đối với quá trình ép ngà. Khi mà các bạn nằm khô ngà một cách quá mức hoặc là gì? Hoặc là thậm chí là gì? À là mà gì? Là để ngà quá ướt. Cũng là một điều phải nhớ. Đó, hai cái lưu ý Rõ ràng là độ ẩm của ngà sau khi ẹt trinh là rất quan trọng đối với quá trình gian dính. Nó khác hoàn toàn so với men răng. là chúng ta phải thổi khô hết đối với men. Sau khi ẹt trinh men là mình phải thổi khô. thế khi nào bề mặt nó trắng ra thì mới có gì? Mới thì gọi là đạt yêu cầu. Thế nhưng ở ngà thì hoàn toàn khác. Không được làm khô quá như vậy. Các bạn phải duy trì một độ ẩm vừa đủ. Việc này tương đối là khó. Mà cũng rất khó để đánh giá thế nào là vừa đủ nhưng rõ ràng là không được gì thổi khô một cách quá mức giống như men mà lại không được gì để ngà quá ướt thì cũng không thể tạo ra được cái lớp dán tốt được. Vậy thì tại sao lại phải duy trì một độ ẩm? Nó không giống như men răng nhé. Đối với ngà răng ấy để tạo ra được liên kết với ngà ấy thì các loại chất gắn người ta sẽ sử dụng một cái lớp lót được gọi là primer sử dụng một cái lớp nốt gọi là một một cái lớp nốt gọi là primer kể cả khi gắn răng hay là các khi bạn hàn răng đều có cái lớp nốt primer này cái primer này nó sẽ gồm có gì các cái monomer nó sẽ chứa các cái monomer với một đầu là ưa nước và gì một đầu là kỹ nước cái đầu ưa nước này thì nó sẽ có ái lực với các cái sợi collagen sợi collagen đây chính là cái sợi collagen nó được bộc lộ cho chúng ta Edging ấy thì cái đầu ưa nước này nó sẽ quay về phía ngà răng thứ hai là một đầu kỵ nước thì nó sẽ gì nó có ái lực với cái phần gì à, cái phần composite hay là gì là phần xe măng gắn của chúng ta đấy nó có cái lực với xe măng gắn hoặc là gì là composite đó composite như vậy thì để được như vậy thì để primer có thể xâm nhập sâu vào trong ngà thì ngà phải có một độ ẩm bắt buộc ngà phải có một độ ẩm khi mà ngà bị bị làm khô quá mức ấy các bạn có thể quan sát hình ảnh ở đây nó mô phỏng cái tình trạng khi mà ngà bị làm khô quá mức do các bạn thổi khô khi mà các bạn thổi khô một cái quá mức Đấy, khi thổi khô quá mức thì các cái sợi collagen nó sẽ bị sập xuống khi các sợi collagen sập xuống đứng sát nhau dày đặc vào với nhau thì cái phần primer nó sẽ không thể nào gì xâm nhập sâu vào trong ngà được bởi vì nó sẽ bị cản trở bởi cái khối collagen sập lại tương tự như vậy khi ngà bị ướt quá thì nó sẽ pha loãng primer mà một lần nữa nó lại cản trở cái sự xâm nhập primer vì vậy chúng ta cần phải duy trì một độ ẩm vừa đủ đối với ngà sau etching thực sự là không hề dễ để làm cho ngà không khô mà lại không quá ướt nhưng đó lại là một cái điều kiện cần và đủ để có thể tạo ra một cái lớp dán tốt ở trên bề mặt của ngà răng. Đây là hình ảnh mô phỏng lại cái mô hình dán ngà. Các bạn có thể quan sát các cái lớp lớp đầu tiên ở đây các bạn có thể thấy đó là cái ngà răng khoáng hóa, à, lớp răng khoáng hóa. là lớp ngà răng khoáng hóa, đây lớp ngà răng khoáng hóa này. thứ hai là cái mạng lưới collagen khi mà chưa có sự xâm nhập của cái lớp primer. Tiếp theo là khi mà gì có cái primer chúng xâm nhập vào thì nó sẽ nằm giữa những cái khối những cái sợi collagen. Và trên cùng nó sẽ là một cái lớp xi măng. Đấy, chính là cái mô hình dán ngả. Thì đây là một cái phần nhỏ được trích ra trong chương 2 của cuốn sách Mặt dán sứ Veneer. Hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua cuốn sách thì có liên hệ trực tiếp qua fanpage big dental xin cảm ơn tất cả các bạn